Thưa quý vị, nữ tuổi Mậu Tuất là người rất mạnh mẽ, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Nếu được sao tốt chiếu mệnh thì sẽ vô cùng suôn sẻ. Tuy nhiên, sao chiếu mệnh của nữ mạng Mậu Tuất trong năm nay lại là sao Vân Hớn. Dự báo trong năm nay sẽ có nhiều thử thách. Vậy tử vi sự nghiệp, tình cảm, sức khỏe của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 trong năm 2022 sẽ diễn biến ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video chi tiết ngay sau đây của Phong Thủy Gia Cát với sự tư vấn của thầy Gia Cát. Tử vi tuổi Mậu Tuất năm 2022, nữ mạng sinh năm 1958, tính tuổi theo âm lịch 65 tuổi, sao chiếu mệnh Vân Hớn hung tinh, mệnh bình địa mộc, mộc khắc kim không tốt, địa chi tuổi tuổi Tuất gặp năm Dần tam hợp, thiên can tuổi can Mậu gặp can Nhâm không tốt. Nữ tuổi Mậu Tuất là người rất mạnh mẽ, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Nếu được sao tốt chiếu mệnh sẽ vô cùng suôn sẻ. Tuy nhiên, sao chiếu mạng của nữ Mậu Tuất trong năm nay là sao Vân Hớn. Dự báo trong năm nay sẽ có nhiều thử thách. Vậy tử vi sự nghiệp, tình cảm, sức khỏe của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 trong năm 2022 này sẽ diễn biến ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tổng quan tử vi tuổi Mậu Tuất năm 2022 nữ mạng. Nữ mạng tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 có ngũ hành nạp âm bản mệnh là bình địa mộc, cây cối ở vùng đồng bằng. Trong bát trạch phong thủy, mệnh tuổi này thuộc cung ly, là một trong những phi cung của đông tứ mệnh. Vào năm 2022, Mậu Tuất sinh năm 1958 đã bước vào tuổi 65 tính cả tuổi mộ. Dựa vào mối quan hệ giữa ngũ hành nạp âm, thiên can, địa chi của tuổi và năm, ta có thể luận giải được vận trình tử vi của nữ Mậu Tuất sinh năm 1958 là tốt hay xấu. Theo năm âm lịch, 2022 là năm Nhâm Dần, có ngũ hành nạp âm là kim, bạch kim, tức vàng, pha bạc. Trong mối quan hệ ngũ hành, hành kim của năm Nhâm Dần tương khắc với hành mộc của tuổi Mậu Tuất. Dựa vào thiên can, Mậu thuộc thổ tương khắc với Nhâm thuộc thủy, xét theo địa chi, Tuất với Dần nằm trong bộ tam hợp. Từ đó ta có thể kết luận, nữ tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 trong năm Nhâm Dần sẽ đương đầu với nhiều thử thách, nguyện vọng và những kế hoạch định sẵn sẽ bị cản trở ít nhiều. Tuy nhiên, vận mệnh của mỗi người nằm ở nỗ lực của bản thân, chỉ cần chú ý và kiên trì, đặt nhiều tâm huyết, mọi chuyện vẫn sẽ tốt đẹp. Để mọi việc nhanh chóng thuận lợi hanh thông, quý gia chủ tuổi Mậu Tuất cần phải luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế. Đây chính là pháp khí chuyên để hóa giải hạn thái tuế của năm. Mang theo pháp khí bên mình để được thái tuế tương trợ, giúp cho vận trình năm được may mắn bình an. Luận giải cụ thể về tử vi năm 2022 tuổi Mậu Tuất trên mọi phương diện. Dưới đây là tổng quan tử vi năm 2022 của nữ tuổi Mậu Tuất trên các phương diện sự nghiệp, tình duyên, tài lộc và sức khỏe. Công việc sự nghiệp. Năm Nhâm Dần này, nữ tuổi Mậu Tuất sau cả quãng đường dài có được sự nghiệp và danh tiếng riêng cho bản thân. Tuy nhiên năm nay có vẻ là một năm không mấy thuận lợi đối với quý bà. Công việc kinh doanh hay những ngành nghề có thể sẽ xuất hiện những thăng trầm, khó đạt được kết quả như ý. Thay vào đó, quý bà hãy tạo điều kiện cho con cháu tiếp quản việc kinh doanh của mình và thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn để công việc khởi sắc hơn. Quý bà nên lập kế hoạch thật chu toàn và cẩn thận khi đưa ra những kế hoạch quan trọng. Ngoài ra, để cuộc sống bớt nhàm chán, nữ Mậu Tuất có thể làm những công việc nhẹ nhàng trong gia đình như chăm sóc con cái, chăm sóc nhà cửa, tưới cây cảnh, vân vân. Tình cảm gia đạo. Giai đoạn năm 2022 này, gia đình tuổi Mậu Tuất đôi khi sẽ xảy ra những tranh cãi nho nhỏ. Tuy nhiên điều này hoàn toàn có thể hóa giải nếu quý bà học được cách điềm tĩnh hơn khi xuất hiện mâu thuẫn. Thay vì đẩy cuộc trò chuyện lên cao trào, bản mệnh, hãy dĩ hòa vi quý thì mọi chuyện sẽ êm xuôi. Nữ Mậu Tuất luôn có được sự tôn trọng nhất định từ con cháu. Quý bà hãy đưa ra những lời khuyên hữu ích cho con cháu trong việc gây dựng sự nghiệp để gia đạo thêm khăng khít. Bản mệnh, hãy trò chuyện cùng với người thân nhiều hơn, thái độ bao dung cũng sẽ làm cho không khí gia đình hài hòa hơn. Tài lộc. Trong năm Nhâm Dần, việc kinh doanh mua bán đều nằm ở mức trung bình. Tài lộc được xem như vừa đủ của quý bà. Các khoản thu nhập hàng tháng đủ để quý bà chi tiêu cho bản thân. Ngoài ra, con cháu cũng sẽ thường xuyên ghé thăm và biếu tặng những món quà nho nhỏ. Về tài chính bản thân, quý bà nên lập một danh sách những chi tiêu hàng ngày, chỉ chi tiền cho những món cần thiết. Quý bà nên hạn chế mua những món đồ quá xa xỉ hoặc không cần thiết để tránh hao hụt về tài sản. Thay vào đó, quý bà có thể làm những công việc thiện nguyện, giúp đỡ người khó khăn để vận mệnh khởi sắc hơn. Bên cạnh đó, các thầy khuyên gia chủ tuổi Mậu Tuất hãy luôn mang theo bên mình pháp khí, phong thủy, minh quang, pháp bảo.
Đây chính là pháp khí của nhà Phật, mang theo bên mình sẽ được thần Phật che chở độ mạng, giúp cho con đường tài lộc sự nghiệp được hanh thông, thuận lợi. Sức khỏe. Sức khỏe của quý bà nhìn chung khá ổn định trong năm nay, tuy nhiên sẽ không tránh khỏi đôi lúc gặp phải các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt hay các bệnh về xương khớp. Bản mệnh có thể tăng cường rèn luyện sức khỏe để cơ thể khỏe mạnh hơn, tránh được các bệnh vặt như cảm, ho. Ngoài ra, khám sức khỏe định kỳ cũng là điều nên làm đối với những người cao tuổi. Thêm vào đó, nữ tuổi Mậu Tuất nên trò chuyện cùng với người thân nhiều hơn hoặc tập các bài tập như yoga, thái cực quyền để tâm trí thoải mái, từ đó cơ thể cũng khỏe khoắn hơn. Nếu được, quý bà hãy gác lại công việc, giao lại cho con cháu và dành nhiều thời gian hơn để chăm lo cho bản thân. Xem sao hạn của tuổi Mậu Tuất nữ mạng trong năm 2022. Sau đây là những sao có ảnh hưởng lớn tới vận mệnh của nữ tuổi Mậu Tuất nữ mạng trong năm 2022. Sao chiếu mệnh. Năm Nhâm Dần 2022, sao chiếu mệnh của nữ giới Mậu Tuất là sao Vân Hớn. Sao Vân Hớn tuy là hung tinh nhưng lại tương đối lành, sau này không ảnh hưởng nhiều đến các mặt trong cuộc sống của bản mệnh. Mọi việc sẽ có vẻ khó khăn với quý bà, nhưng tính cách kiên cường và cẩn thận với mọi việc thì cuộc sống sẽ khởi sắc hơn. Nữ mạng tuổi Mậu Tuất bị sao Vân Hớn chiếu mạng sẽ phải sinh ra tính bảo thủ, cứng nhắc. Trong việc làm ăn không chịu thay đổi để phù hợp hơn nên sẽ khó mà thành công như ý nguyện. Tính cách cũng sẽ thêm chút nóng nảy, dễ xảy ra tranh cãi. Tuy nhiên bản mệnh cần phải giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ thì mọi chuyện có lẽ đều sẽ qua được. Hạn tuổi. Nữ Mậu Tuất sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều bởi hạn sao Ngũ Mộ. Nhìn chung, sao Ngũ Mộ chủ yếu về hạn tài lộc. Quý bà cần phải cẩn thận các khoản chi tiêu cả năm trong cuộc sống và công việc. Ngoài ra, việc hao hụt tiền của sẽ khiến cho quý bà phải trăn trở nhiều, từ đó xuất hiện các triệu chứng như đau đầu hoặc mất ngủ. Thêm vào đó, quý bà nên cân nhắc kỹ khi có người vay mượn về tiền bạc, nếu không may sẽ có thể mất cả tiền bạc lẫn tình nghĩa. Về kinh doanh hàng hóa phải có giấy tờ rõ ràng để tránh nhầm lẫn. Hóa giải sao hạn. Khi bị sao Ngũ Mộ chiếu hạn, nữ Mậu Tuất không nên quá lo lắng, bởi lẽ bản mệnh hoàn toàn có thể hóa giải được những điều không may do sao này gây ra. Quý bà tuổi Mậu Tuất không nên nghe lời người lạ đầu tư vào các lĩnh vực mới, hạn chế tin người ngoài cho vay mượn tiền bạc. Đối với các vật phẩm giá trị, quý bà nên gửi tiết kiệm để an toàn. Ngoài ra, việc trưng bày các vật phẩm phong thủy sẽ giúp giảm đi những điều không may. Dâng sao giải hạn cũng là cách để nữ Mậu Tuất hóa giải vận hạn của mình. Quý bà có thể tìm hiểu về việc dâng sao giải hạn từ những người đã từng làm việc này trước đây, hoặc có thể an toàn hơn, bản mệnh có thể nhờ các sư thầy giúp đỡ. Bên cạnh đó, quý bà cũng nên đeo vòng phong thủy tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất. Đây chính là pháp khí phong thủy được chế tác dựa theo bộ tam hợp của người tuổi Mậu Tuất. Luận tử vi tuổi Mậu Tuất năm 2022 nữ mạng theo tháng. Theo tử vi chọn đời, nữ tuổi Mậu Tuất trong năm 2022 này sẽ có nhiều điểm mốc cần chú ý tới trong cuộc sống, cụ thể diễn biến như sau. Tháng 1, gia đạo an niên, ấm cúng, đón nhận nhiều tài lộc và niềm vui trong tháng. Tháng 2, giai đoạn này khá bình hòa, quý bà có thể thực hiện những chuyến đi xa như về thăm quê hương. Tháng 3, sức khỏe của quý bà có thể gặp phải nhiều vấn đề trong tháng này, bản mệnh cần chú ý trong ăn uống hàng ngày và giữ tinh thần thoải mái. Tháng 4, bản mệnh nên cẩn thận khi có người ngỏ ý hùn hạp trong việc kinh doanh, chú ý xem xét kỹ lưỡng rồi hãy đưa ra quyết định. Tháng 5, gia đình sẽ có vài tranh cãi nho nhỏ, quý bà hãy cùng với con cháu đưa ra các lời khuyên và tạo cơ hội để các thành viên trò chuyện với nhau. Tháng 6, mọi chuyện đều ổn định. Sức khỏe có tiến triển tốt đẹp nhưng quý bà vẫn nên tiếp tục các bài tập để tạo ra thói quen. Tháng 7, một người quen từ lâu hoặc họ hàng xa sẽ tìm tới quý bà trong tháng này, bản mệnh sẽ có cơ hội ngẫm lại những chuyện đã qua. Tháng 8, mọi việc ổn thỏa, quý bà hãy dành nhiều thời gian hơn cho bản thân và gia đình. Tháng 9, những chuyến đi ngắn cùng với gia đình có thể khiến cho tâm trạng của quý bà vui vẻ hơn. Tháng 10, con cháu sẽ thăm hỏi và đem đến cho quý bà những tin vui. Tháng 11, nữ Mậu Tuất có thể tham khảo các màu sắc hợp mệnh với mình và tiến hành tân trang nhà cửa đón Tết. Tháng 12, gia đình đón nhiều tin vui, vận hạn của quý bà dường như đều đã qua đi. Quý bà nên chú ý nghỉ ngơi điều độ. Thưa quý vị, với những thông tin trên, hy vọng các quý bà tuổi Mậu Tuất sẽ có góc nhìn bao quát về các vấn đề trong cuộc sống trong năm Nhâm Dần 2022. Tổng thể, mọi việc dường như sẽ khá khó khăn với quý bà trong thời gian đầu, nhưng về sau, mọi vấn đề sẽ được giải quyết nhờ vào những kinh nghiệm mà bản mệnh đã rút ra.
Thưa quý vị, với những thông tin trên thì hy vọng rằng các quý bà tuổi Mậu Tuất sẽ có góc nhìn bao quát về các vấn đề trong cuộc sống trong năm Nhâm Dần 2022 của mình. Tổng thể, mọi việc dường như sẽ khá khó khăn với quý bà trong thời gian ban đầu, nhưng về sau thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết nhờ vào những kinh nghiệm bản thân đã rút ra. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh và chọn vào tín hiệu quả chuông để luôn là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin kính chúc tất cả quý vị luôn gặp nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung lần sau.